nhìn già dữ trời. Là cái này là cái gạt phẫu thuật nè, cái gạt phẫu thuật nè, hay là cái ống thở nè, đây là cái ống mà dây nối truyền dịch nè. Thì mấy cái này á, người ta khử trùng bằng một cái loại khí, người ta gọi là cái khí EO, ethylene oxide. Đây cũng vậy nè, các bạn thấy nè, EO nè, ở đây cũng vậy luôn, đâu mất rồi nè, khử trùng nè, khử trùng bằng khí EO đó. Thì tại sao người ta phải khử trùng bằng cái khí EO này? Tại vì mấy cái này nè, mình không có khử trùng bằng nhiệt độ cao được, nhiệt độ cao vô là nó quéo hết, cho nên người ta phải khử trùng bằng khí, tức là người ta đóng vô cái gói, người ta bỏ mấy cái này ha vô trong cái gói này, xong người ta đưa vô một cái buồng máy gọi là cái buồng khí, trong đó cái buồng đó đó nó sẽ phun khí EO vô. Thì khí khí EO á, nó sẽ làm cho những cái con vi sinh vật, những con vi khuẩn virus đó, nó không có trao đổi chất được mà nó chết đi. Thì người ta phun khí EO rất là lâu nha, khoảng 10, 12, 14 tiếng lận thì nó mới đạt được cái hiệu quả khử trùng.